Phong Lâm, anh nhìn thấy rồi chứ, cô ta muốn đánh tôi, người phụ nữ này giống như Lan Nhu vậy. Ngoài mặt thì dịu dàng, thật ra trong lòng ẩn dấu ác ma. Không được đánh người, ở trước mặt tôi, mọi người đều bình đẳng cả. Được rồi, lần này nghe anh vậy, nhưng anh như vậy là không đúng, quy tắc gia đình rất quan trọng nha. Phong Lâm à, Phong Lâm cũng quan tâm tâm ý của tôi mà. Thoải mái, đây chính là cảm giác trái ông phải ấp hay sao? À không, mình phải bình tĩnh. Được rồi, đừng quậy nữa. Điện thoại của ba đã tắt máy rồi. Tôi còn chưa biết tình hình cụ thể nữa. Muốn kêu tôi đứng về phía ai cũng rất không dễ lựa chọn nha. Nếu không chắc cô quyết định hôm nay, ai thì tắm đi. Hai chúng ta còn chưa làm lễ nữa. Quả thiệt đối gia quy còn hơi sớm. Trước tiên thêm một người bạn thôi mà, vẫn là đợi anh liên lạc được với ba anh rồi thì nói thôi. Xem mai còn dám ngông cuồng ở trước mặt tôi trực tiếp kéo về phòng từ từ dạy dỗ hen. Trời còn chưa tối, đừng nói mới. Tôi cũng không muốn ở không làm gì cả, tôi đi chuẩn bị một bữa tối. Vậy tôi giúp cô hen. Đây là công phu gì mà giỏi vậy? Vào sáng hôm sau. Tôi nhận rồi, vậy tôi trở về trước nha. Phong Lâm, anh ra ngoài sao? Tôi đưa anh đi nha. Đưa tôi tới câu lạc bộ Thủy Tiên đi. Sao tôi cảm thấy thời gian anh và Diệp Tâm ở cùng nhau còn nhiều hơn tôi vậy? Nếu cô bữa tối ngủ cùng với tôi, thì thời gian của cô sẽ khá nhiều đó. Cúc! Alo, Tiểu Nguyệt. Anh Phong Lâm à? Chúc mừng anh. Ảnh của tất cả các thành viên thuộc tử dạ của các anh đã được công bố ở vùng đất của U rồi. Nhất định là Liễu Niệm, kế hoạch cô ta chủ tính mấy năm bị tôi phá hỏng. Đây là thẹn quá quá giận rồi. Cô ta rốt cuộc đang có kế hoạch gì? Anh Phong Lâm, anh có phải có được đồ tốt gì không? Muốn biết sao? Vậy nói cho tôi biết tổng bộ của vùng đất của U ở đâu trước đi. Hơ hơ hơ, giao dịch thất bại. Có điều tôi nhìn thấy Liễu Niệm rồi. Còn chủ động nhắc tới tên của anh nữa kìa. Vậy sao? Cô ta nói gì? Cô ta nói lần này anh làm hỏng chuyện lớn của cô ta, khiến cô ta rất buồn. Cô ta cũng chuẩn bị khiến anh buồn, muốn giết vợ chưa cưới của anh. Sự báo thù cứ Liễu Niệm, mình nhất định phải đề phòng thôi. Sao vậy? Vừa rồi có người đi qua, trên mặt có QR code. Tôi nhớ ra rồi, hai người năm đó đưa mẹ anh đi. Một người trong đó trên mặt có loại QR code đó. Cái gì? Khu ngoại ô, quán bar nào đó. Dù theo camera trên xe từ nhược ảnh và camera ngoài đường do tiểu thất giúp mình theo dõi. Trên mặt của người đó, mã QR chắc là vào đây. Cậu bạn ở đằng sau. Tới rồi sao? Chắc không tới muộn nhỉ? Xem ra ông ta đang đợi người. Hơn nữa tưởng mình là người ông ta đang đợi. Mình lừa trả lời trước. Cố gắng một chút thông tin vậy. Tập phim hôm nay kết thúc tại đây. Mọi người nhớ theo dõi kênh để đón đọc tập tiếp theo nhé. Ủng hộ kinh phí, edit dịch chuyện cho team bằng cách cày view trên các nền tảng này hoặc donate nha mọi người. Chúc mọi người xem phim vui vẻ. Đăng ký kênh và nhấn thông báo để nhận thông báo chuyện ra sớm nhất.